Hiệu năng cao nhất tăng gấp 8 lần, một khung hình thành 4 khung hình. Công nghệ mới của dòng 50cg mạnh đến mức nào? Công nghệ mới DLSS4, độc quyền cho dòng cắt đồ họa 50cg, thực sự rất mạnh mẽ. Theo dữ liệu công khai từ trang web chính thức, công nghệ tạo khung hình đa tầng mới này có thể tạo thêm 3 khung hình từ một khung hình gốc. Nhờ công nghệ chèn khung hình này, một khung hình giờ có thể được dùng như 4 khung hình, mang lại trải nghiệm siêu mượt hoàn toàn mới. So với cách dựng hình truyền thống, công nghệ này mang lại hiệu năng tăng gấp 8 lần. Chỉ cần trò chơi hỗ trợ, hiệu năng sẽ đạt đến mức huyền thoại, trở thành vua chèn khung hình, tôi tuyên bố. Chúng ta sắp bước vào thời đại của chèn khung hình siêu cấp. Trước đây, người ta hay nói rằng hiệu năng của các đồ họa không tận dụng hết được tốc độ của màn hình. Nhưng khi DLSS4 xuất hiện, những màn hình thông thường 240Hz dường như không còn đủ nữa. Nếu muốn đón đầu xu hướng, khi mua màn hình ngay từ bây giờ, bạn phải chọn loại có tốc độ làm mới cực cao. Lấy ví dụ màn hình LG 246KF với tần số quét 540Hz và thiết kế dành cho game thủ đam mê hiệu năng cao, khi kết hợp với dòng cắt 50cg có tốc độ khung hình cực cao, đây mới thực sự là một cặp bài trùng. Nếu bạn lo lắng rằng chèn khung hình sẽ gây độ trễ lớn, thì dòng 50cg còn đi kèm với công nghệ Z-Flex 2 giúp giảm độ trễ đầu vào ngay từ gốc. Khi kết hợp hai công nghệ này, chúng thực sự mang đến một đòn đánh hủy diệt, khiến bạn dễ dàng áp đảo đối thủ. Đừng nói rằng tôi không nhắc bạn, chỉ cần đầu tư trước vào một màn hình siêu tốc độ làm mới, khi dòng 50cg ra mắt, bạn chắc chắn sẽ là nhà vô địch.